Ý 45 cửa. Bài 45 tương với phần 5 bài 23 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ hướng, hướng về. Quảng. Quảng. Đi về phía đông, nguyên văn là hướng đông đi. Quảng tung dẫu. Quảng tung dẫu. Đi về hướng tây, nguyên văn là hướng tây đi. Quảng xi dẫu. Quảng xi dẫu. Đi về phía trước. Quảng chén dẫu. Quảng chén dẫu. Một mực thẳng. Y chứ. Y. Y. Chứ. Chứ. Y chứ. Y chứ. Đi thẳng về phía trước, nguyên văn là thẳng một mực hướng trước đi. Y chứ quảng chén dẫu. Y chứ quảng chén dẫu. Đi thẳng về phía đông. Y chứ quảng đông dẫu. Y chứ quảng đông dẫu. Từ đây đi thẳng về phía đông. Chúng trò y chứ quảng đông dẫu. Chúng trò y chứ quảng đông dẫu. Đèn xanh đèn đỏ nguyên văn là khúng lửa tân. Khúng. Khúng. Lửa. Lùi. Tân. Tân. Khúng lùi tân. Khúng lùi tân. Không có đèn xanh đèn đỏ. Mấy dầu khúng lùi tân. Mấy dầu khúng lùi tân. Chỗ đèn xanh đỏ nguyên văn là đèn xanh đỏ chỗ đó. Khúng lùi tân nở. Khúng lùi tân nở. Đến chỗ đèn xanh đỏ. Tào khúng lùi tân nở. Tào khúng lùi tân nở. Hãy hỏi, đi thế nào nhỉ? Giờ mất dấu nó. Giờ mất dấu nó. Từ đây đi thẳng về phía đông. Chúng trò y chứ quảng đông dấu. Chúng trò y chứ quảng đông dấu. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ. Tào khúng lửa tân nở. Tào khúng lùi tân nở. Hãy hỏi lại, đi thế nào nhỉ? Sớm mất dấu nó. Từ đây đi thẳng về phía đông. Chúng trò y chứ quảng đông dấu. Chúng trò y chứ quảng đông dấu. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ. Tào khúng lùi tân nở. Tào khúng lùi tân nở. Bây giờ là từ bên trái, âm Hán Việt là tả. Giữa. Giữa. Bên trái. Giữa biên. Giữa biên. Bên trái tôi. Wo zuo bian. 我的左边. Ngồi bên trái mình. 坐我左边.
左我左边. Bây giờ là từ rẽ. Quải. Quải. Rẽ bên trái, nguyên văn là hướng bên trái rẽ. Hoàng rúa quải. Hoàng rúa quải. Đến chỗ đèn xe đèn đỏ rẽ trái. Tàu khúng lửa tân nào ở hoàng rúa quải. Tàu khúng lửa tân nào ở hoàng rúa quải. Từ đây đi thẳng về phía trước. Chúng trò y chữ hoàng chén dấu. Chúng trò y chữ hoàng chén dấu. Đến chỗ để xe đèn đỏ rẽ trái. Tàu khúng lửa tân nào ở hoàng rúa quải. Tàu khúng lửa tân nào ở hoàng rúa quải. Bây giờ là từ đường bộ, đường cái. Mã lũ. Mã. Mã. Lũ. Lũ. Mã lũ. Mã lũ. Bên trái đường. Mã lũ zuo biên. Mã lũ zuo biên. Phía đông của đường. Mã lũ tung biên. Mã lũ tung biên. Phía đông của đường. Mã lũ tung biên. Mã lũ tung biên. Phía đông của đường có. Mã lũ tung biên yếu. Mã lũ tung biên yếu. Bây giờ là từ tòa nhà lớn, âm Hán Việt là đại lâu. Tả lấu. Tả. Tả. Lấu. Lấu. Tả lấu. Tả lấu. Có rất nhiều tòa nhà lớn. Yếu khấn tua tả lấu. Yếu khấn tua tả lấu. Trắng. Bái. Bái. Âm Hán Việt là bạch. Màu trắng. Bái sửa. Bái sửa. Quần áo màu trắng. Bái sửa y phủ. Bái sửa y phủ. Áo phao màu trắng. Bái sửa đờ yu rung phú. Bái sửa đờ yu rung phú. Tòa nhà lớn màu trắng. Bái sửa đờ tả lấu. Bái sửa đờ tả lấu. Bây giờ là lượng từ của nhà lầu, tòa nhà. Rủa. Rủa. Một tòa nhà lớn. Ý rủa tả lấu. Ý rủa tả lấu. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý rủa bái sửa đờ tả lấu. Ý rủa bái sửa đờ tả lấu. Phía đông của đường có một cái tòa nhà lớn màu trắng. Mã lũ tung biên yếu ý chùa bái sửa đá tả lấu. Mã lũ tung biên yếu ý chùa bái sửa đá tả lấu. Hãy hỏi lại từ đầu, đi thế nào nhỉ? Từ đây đi thẳng về phía đông.
Sống trò y trừ quảng tung dầu. Sống trò y trừ quảng tung dầu. Đến chỗ đèn xe đèn đỏ kia sẽ trái. Tào hùng lửa tân nà ở quảng chúa quái. Tào hùng lửa tân nà ở quảng chúa quái. Phía đông của đường có một tòa nhà lớn màu trắng. Má lù tung biên yếu ý chùa bái sửa thở tả lấu. Má lù tung biên yếu ý chùa bái sửa thở tả lấu. Đó chính là viện bảo tàng. Nà chiều sư bố ủ quản. Nà chiều sư bố ủ quản. Cảm ơn bạn. 谢谢您. Đừng khách sáo. 不客气. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời đếm thử xem, mời đếm một chút xem. 请数一数. Hoan nghênh. 欢迎. Vali, hòm. Xiang zi. Ảnh. Zhao piàn. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đa gài yếu 100 đô gỡ ngoại quốc trí yuán. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ngồi xe quá chật. Dùa chưa thải chỉ. Tiện thể thay mình mua chút hoa quả. Xuân biển thị của máy đèn suối của. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa. Dùa phê chi hay sử hỏa chưa? Nhân viên bán hàng. Sầu hỏa yuán. Vừa hay hợp. Trần hớ sử. 21 tuổi. 21 tuổi. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị cử hành. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Mỗi thiên giáo sáng 6 điểm bàn chỉ chóng. Tắm, giặt quần áo. Xí giáo, xí y phủ. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sảng trưa. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phê tráng xí hoan chàng kinh kỳ. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Chiều tuổi su phá thở bia cảm xin chủy. Ở phía tây thư viện. Giải thú su quản xi biên. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Tung biên sử sớm mất tỷ phảo. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. Láo chả, ủa đã thinh ý xả. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân.
在和平公园和人民广场中间。viện bảo tàng, 博物馆。cách đây bao xa? 离这儿有多远? 700-800 mét, 700-800 米。từ đây đến đó, 从这儿到那儿。cứ đi thẳng về phía đông, 一直往东走。đường đi, 马路。đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đó rẽ trái. 到红绿灯那儿往左拐。một tòa nhà lớn màu trắng. 一座白色的大楼.